Thịnh Nguyện mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh Thân mẫu vừa qua đời vì Covid-19, cha sở Việt Nam tại Mỹ bị cướp, nhà tạm cũng bị mất. Theo thông tấn xã Cotinit News gọi tắt là CNI, cho biết một giáo sứ người Mỹ gốc Phi ở Denver, vừa bị cướp nhà tạm có cả mình thánh chúa trong đó. Cenai mô tả vụ việc này là một vụ cướp hơn là một vụ trộm xét vì tính chất táo tợn của nó cũng như những thiệt hại trong vụ việc. Đây là một ngôi thánh đường lâu đời của người Mỹ gốc Phi ở Denver. Nhà thờ đã bị cướp một số đồ vật có chế trị vào đêm thứ hai 30 tháng 8 trong đó. Đáng chú ý nhất là nhà tạm và một số bánh thánh đã được thánh hiến. Bọn cướp đã tấn công vào nhà thờ công giáo Kyrada và cướp sạch tất cả các áo lễ được sử dụng cho các thánh lễ từ tụ áo. Chúng đã xông vào bằng cách đá bệ cánh cửa gỗ. Chúng cũng lấy một máy tính sách tay dùng để phát trực tiếp thánh lễ và một bản âm thanh dùng để kết nối với micro của nhà thờ. Cha Joseph cao linh mục Việt Nam Cha sở của nhà thờ cho biết ngài vẫn chưa biết những ai đã thực hiện vụ cướp. Diễn ra vào khoảng đêm thứ hai 30, rạng sáng thứ ba 31 tháng 8, cha cao nói đây là vụ đột nhập đầu tiên vào nhà thờ. Những kẻ tấn công cũng loại bỏ bốn camera an ninh khắp nơi trong cung thánh. Để bảo đảm rằng chúng không bị quay video, chúng cũng cắt tất cả các đường ống bằng đồng. Nói từ lo sưởi của tòa nhà ở tầng dưới và các ống đồng tại một cầu thang bên ngoài tòa nhà và làm nước ngập tầng hầm của nhà thờ. Khoảng 4 giờ 80 phút sáng ngày 31 tháng 8, cha cao phát hiện cửa ngoài của nhà thờ đã bị cậy tung. Ngài tìm thấy một chiếc ghế lật ngựa và một số bánh thánh chưa được thánh hiến trên mặt đất. Khi Ngài bước vào gian cung thánh, sau đó Ngài nhận ra rằng nhà tạm đã biến mất và phát hiện ra tình trạng lũ lụt trong tầng hầm. Trái tim tôi trùng xuống, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Chúng tôi cầu nguyện cho sự trở lại an toàn của thánh thể. Bảo hiểm có thể thanh toán cho hầu hết các món đồ bị đánh cắp, nhưng tất nhiên mình thánh chúa Kitô là vô giá. Như bạn có thể tưởng tượng, điều này rất tàn khốc đối với toàn bộ cộng đồng. Phó tế Legend Mac David nói với CNI chúng tôi có những người đã ở đây có lẽ từ giữa những năm 60 tôi đã là một phó tế ở đây được 34 năm giáo xứ Kireda có từ năm 1952 và tên của ngôi thánh đường là nhằm tôn vinh thánh Gioan Vianney vì thánh bảo trợ của các linh mục quản sứ đã chăm sóc các linh hồn ở A bên Pháp vào thế kỷ 19 cho đến những năm 1970, chủ yếu nhờ vào sự thay đổi nhân khẩu học trong khu vực. Giáo sứ Kyurada đã phục vụ khoảng 200 gia đình, chủ yếu là người da đen. Cung thánh đã được làm phép và trang trí lại như một không gian linh thiêng vào ngày 31 tháng 8. Cha Cao đã cử hành thánh lễ đền tạ để chuộc tội cho những kẻ đã đánh cấp nhà tạm. Ngài Phó Tế Mít David đã đi khắp nhà thờ làm phép và rạy nước thánh lên những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vụ cướp. Những đồ vật có thể được thay thế nhưng thánh thể là một món quà quý giá vô cùng và đó là điều không thể được thay thế, cha cao nói trong bài giảng. Cái ác dường như chiến thắng nhưng chúng ta biết cuối cùng Chúa sẽ chiến thắng. Chúng ta thực sự tin như vậy bởi vì Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ rất nhiều. Cha Cao nói, của thánh lễ một số giáo dân đã xin vị linh mục và vị phó tế chúc lành và cầu nguyện cho họ. Tòa nhà hiện tại của nhà thờ được cung hiến vào năm 1978 dưới thời cha sở Robert Kiền. Giáo sứ sau đó đã chào đón Charlie Bray với tư cách là phó tế người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong tổng giáo phận. Denver, cha cao hiện vẫn còn đang phải để tang mẹ là bà cố Maria Đỗ Thị Đượm qua đời ngày 10 tháng 11 năm ngoái năm 2020 vì coronavirus thánh lễ an táng cho bà cố đã được cử hành tại nhà thờ nữ vương các thánh tự đạo Việt Nam ở Denver hôm 21 tháng 11 năm 2020.